Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học sách tiếng Anh lớp 3 chương trình mới. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. And 2, read and complete là đọc và hoàn thành. Và ở bên tay trái chúng ta sẽ có 5 từ nha. Và tương ứng là ở bên phải chúng ta có một đoạn hội thoại tương ứng với 5 chỗ trống. Và chúng ta sẽ điền 5 từ này vào 5 cái chỗ trống thích hợp để được một đoạn hội thoại hoàn chỉnh. And 1. Hi, my name's Minh. Nào, xin chào, tôi tên là Minh. Và Nga sẽ nói là hello Minh, my name's Nga. Nào, tôi tên là Nga. Nào, and how old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? Nào, Minh sẽ trả lời là I'm 8 years old. Và sẽ hỏi lại là how old are you? Nào, bạn bao nhiêu tuổi? Đúng không? Thì Mai cũng sẽ trả lời là I'm 7 years old. Tôi